Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về hai cái cách đặt cái bồn inox chứa nước cung cấp nước sinh hoạt cho toàn nhà trên mái tôn của các cái căn nhà. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập trạch về nhà bới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Thì đây là cái cách thứ nhất này, tức là cái bồn chứa nước inox được đặt trên cái xeno bằng bê tông cốt thép phía trước mặt tiền của căn nhà. Đây là cái mặt tiền của căn nhà, chúng ta nhìn xuống được thấy ở dưới đường á. Còn đây là cái cách thứ hai. Cái cách này thì chúng tôi dùng những cái khung bằng thép để nâng cái bồn nước cao lên, và cái chân của cái khung thép á, thì nó được đặt trực tiếp lên trên mái tôn, hiển nhiên là nó gác ngang qua các cái đài dằng bằng bê tông cốt thép của cái tường hai bên của cái căn nhà. Thì cả hai cái cách như thế này á, nó đều phù hợp với cái điều kiện mái của căn nhà là mái lập tôn. Đó, thì chúng tôi sẽ quay kỹ hơn, chi tiết hơn về từng cái trường hợp của cả hai cái phương án. Thì đây quý vị nhìn xuống thấy là đây là cái đường hẻm này, cái đường hẻm phía trước của các cái căn nhà có mái lập tôn mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Đó, thì ngay chỗ cái phía trước này thì chúng tôi đổ cái xeno bằng bê tông cốt thép. Cái xeno này thì cái nhiệm vụ chính của nó là nó hứng nước từ toàn bộ cái mái tôn đổ vào cái xeno, rồi từ cái xeno này sẽ đi các cái ống thoát nước xuống dưới nền nhà và vào hố ga. Thì trên cái mặt bê tông cốt thép của xeno thì chúng tôi làm những cái gối, những cái gối bằng, có thể là bằng bê tông hoặc là bằng gạch xay rồi tô. Sau đó thì sẽ đặt cái khung của cái bồn nước. Cái khung này thì của nhà sản xuất bồn inox người ta có sẵn luôn, thì chúng tôi đặt vào và neo kỹ nó lại. Chúng ta phải neo kỹ vào để tránh trường hợp là khi mà nước trong bồn nó còn ít, nó cạn ấy, mà gặp gió mạnh thì nó có thể là bay cái bồn xuống bên dưới, nó gây nguy hiểm cho người và một số vật dụng ở bên dưới. Đây là cái kiểu thứ hai. Thì với cái kiểu thứ hai này thì chúng tôi nó khác với cái kiểu thứ nhất. Thì cái kiểu thứ nhất này đó thì cái bồn nước nó chắc chắn hơn, và chúng ta có thể là đứng ở trên cái xeno bê tông cốt thép để mà bảo trì, bảo dưỡng, thay thế bồn, và đặc biệt là cái phao cơ cũng như là cái phao điện điều khiển cái mực nước trong bồn thì nó dễ dàng hơn. Thì cái trường hợp để cái bồn phía trước này thì cái chân bồn nó không có cao, một mặt đó là anh em thiết kế thi công cũng như chủ nhà thì không muốn là ở dưới đường nhìn thấy cái bồn, mặt khác là chúng ta để cao quá thì cái nguy cơ cái bồn nó bị rơi hay là nó bị ngã xuống mái tôn hay là xuống dưới đường nó cao hơn. Về mặt tâm lý thì cảm giác ấy, thì nó không có tốt. Thì với cái trường hợp này á, ở đây là các cái căn nhà này thì chủ yếu là sử dụng nước lạnh. Nếu mà sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời á, thì phải
dùng cái máy bơm áp lực để bơm từ nước lạnh từ bồn nước lên trên cái hệ thống năng lượng mặt trời đặt trên mái tôn, hoặc là chúng ta cũng có thể nâng cái chân bồn cao lên như cái phương án thứ hai. Thì với phương án thứ hai này nè, thì chúng tôi dùng những cái khung sắt hộp. À, quý vị nhìn từ dưới chân lên á, có khá là nhiều cái lớp sắt hộp. À, cái lớp đầu tiên là các thanh sắt hộp chạy dài á, vắt ngang qua hết cái chiều rộng của căn nhà để nó gác lên các cái thanh sà gồ bên dưới, cũng như là gác lên hai cái đài dàn bê tông dọc hai bên tường. Rồi sau đó có những cái thanh sà gồ sắt hộp ngang, rồi trên đó là cái khung, cái chân bằng sắt, và bên trên cái chân bằng sắt cao á mới tới cái chân có sẵn của nhà sản xuất bồn inox. Với cái phương án này đó, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đặt trên mái tôn, thì nước lạnh có thể chảy trực tiếp từ những cái bồn inox như thế này vào cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, chứ không có cần sử dụng thêm cái máy bơm áp lực như trường hợp phía trước. À, thì cả hai cái phương án này là đều được sử dụng khá là thông dụng đối với những cái nhà mà có cái mái là lợp tôn. Cái phương án 2 này thì không có ngại cái chiều cao, là vì nó nằm phía sau nhà, cho nên là mình không có cảm giác là cái bầu nó sẽ bị rơi xuống dưới đường. Nên mình không có cảm giác mình sợ, tại nó bị che khuất rồi. Thì mỗi cái phương án như vậy á, nó sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng của nó, thì tùy cái trường hợp, tùy cái đặc thù của công trình mà chúng ta lựa chọn cái phương án cho nó phù hợp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video này, cũng như là quan tâm đến kênh.